Chào các bác nhé, rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video nói về mẫu bẫy chuột này. Thì hôm nay em sẽ chi tiết với các bác một cái dòng bẫy chuột mà hiệu quả nhất mà đang được các bác sử dụng khá nhiều đi đánh chuột trên toàn quốc. Thì đây là cái dòng cạm kiềng cạm 9cm, một cái dòng dành cho các bác đi đánh chuột đồng. Đây các bác này, cái mẫu này thì nó là cạm 9cm nhé. Một cái dòng cạm mà bên em chuyên gửi cho các bác ở trên cả nước luôn. Cái dòng này thì đánh nó rất chi là hiệu quả và nó chỉ kẹp chân thôi. Đối với cái dòng này thì các bác có thể đánh con chuột từ 1kg trở lại nhá. Đấy, chuột đồng thì đánh là hiệu quả nhất. Có những bác đi đánh đi săn chuột thịt thì các bác sử dụng đến mấy trăm chiếc này. Bởi vì nó vô cùng là hiệu quả và các bác lại đánh được bền nữa. Với cái dòng này thì bên em chuyên gửi cho các bác số lượng nhiều nhá. Nếu mà khi các bác mà xem được cái video này của em mà đang cần tới những cái mẫu bẫy chuột đồng hiệu quả này thì hãy liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295 hoặc số điện thoại 0865692498. Đó là hai số điện thoại chính của bên em có Zalo để gửi tới các bác những cái mẫu cạm hay nhất. Khi các bác kết bạn và muốn xem cái mẫu cạm nào, bên em cũng đều có hết. Như ở cái video ngắn này thì em chỉ nói về một cái mẫu cạm chín, một cái mẫu thông dụng nhất dành cho các bác đi đánh chuột trên mọi miền tổ quốc. Thì với những cái cạm này thì bên em sẽ gửi tới các bác là từ 10 chiếc trở lên nhá. Đấy, các bác mà trên mọi miền tổ quốc khi xem được cái video này của em mà đang cần cái mẫu cạm chuột này thì hãy liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại em vừa mới nói đấy ạ. Thì là một đơn vị chuyên cung cấp tất cả những cái mẫu cạm thì bên em còn có những cái mẫu cạm khác rất chi là hay. Đây là cạm đánh chuột phổ thông nhất này, cũng có bác sử dụng để đánh chim, đánh cò. Nhưng mà phổ thông nhất là các bác dùng để đánh chuột. Còn nếu như các bác thích đánh cò nhá, thì bên em có mẫu kẹp đánh cò dành cho các bác ở trong miền Nam sử dụng khá nhiều. Nếu như các bác ở trong miền Nam, chắc bác nào đánh cò thì cũng biết tới shop săn bẫy giá rẻ bên em. Đấy, thì bên em cung cấp cái này số lượng lớn nhá. Cạm thì như các bác nhìn, chất cạm lúc nào cũng là đảm bảo nhất, không như cạm các bác mua ở trên thị trường đâu ạ. Lò xo rất chi là to khỏe này. Đấy, và cái vòng thép của nó thì vô cùng là chắc chắn. Đây là những cái mẫu cạm của bên em, số lượng rất chi là nhiều nhá, cả lớn cả bé. Và đây là cạm răng này. Các bác mà cần cạm răng thì bên em có mẫu cạm răng, mẫu cạm dành cho các bác đi đánh chuột rừng, đánh sóc, đánh thú đều có hết. Thì đây là tổng thể tất cả cái mẫu cạm đánh chuột nhá. Với cái mẫu cạm này đa năng, các bác vừa đánh chuột vừa đánh chim đánh cò. Với cái mẫu này cũng thế. Đấy, thì với tất cả những cái dòng cạm này thì bên em nhận ship COD toàn quốc. Các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại, em sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé. Đấy, bán theo nhu cầu, các bác cần bao nhiêu em gửi từ đấy. Các bác đánh nhiều thì đánh tới mấy trăm chiếc, các bác đánh ít thì đánh 1-20 chiếc. Đánh văn nghệ, đánh chuột nhà, chuột đồng đều không thể thoát được khi dẫm vào cái mẫu cạm kiềng này. Đây là cái mẫu cạm kiềng, còn đây là mẫu cạm bán nguyệt. Và với cái mẫu cạm này các bác nhé, chỉ kẹp chân chứ không kẹp đầu. Cho nên là khi các bác đánh được chuột về thịt, chuột không chết nhé. Đấy, thì số lượng bên em rất chi là lớn. Nếu như các bác mà quan tâm tới kênh của em thì các bác biết. Và nếu mà các bác mà mới xem kênh của em video này lần đầu, các bác muốn tham khảo với những cái mẫu cạm cỡ lớn hơn như là 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 23, 33 thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký nhé. Mỗi video em sẽ đăng tải về một cái mẫu cạm mà hữu ích nhất, mẫu cạm hiệu quả nhất để gửi tới toàn bộ các bác trên mọi miền tổ quốc. Thì một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Đấy, các bác cần thì hãy nhấc điện thoại luôn nhé, alo, hoặc là để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác về tất cả những cái mẫu cạm của bên em. Vâng, nên một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau về những cái mẫu cạm khác. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.